Xin chào quý vị và các bạn. Sau vụ phóng tên lửa thất bại vào sáng ngày 16 tháng 4, các chuyên gia dự đoán Triều Tiên có thể sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân lớn nhất từ trước đến nay trong 10 ngày tới. Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng Pyongyang đang lên kế hoạch tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào ngày 25 tháng 4 tới, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Những bức ảnh chụp từ vệ tinh tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri càng khẳng định chắc chắn hơn về nhận định này. Có thể nói chưa bao giờ những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lại bị đẩy lên đến mức như hiện nay. Và trong bối cảnh đó, một vụ thử hạt nhân rất có thể sẽ châm ngòi cho cả một cuộc chiến. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng để cắt băng khánh thành một khu tổ hợp thương mại, một nỗ lực nhằm chứng minh rằng Triều Tiên vẫn có thể phát triển về kinh tế bất chấp các lệnh trừng phạt. Có lẽ Pyongyang muốn gửi đi thông điệp rằng họ sẽ tiếp tục các chương trình quân sự của mình, nhưng họ cũng muốn được phát triển kinh tế trong hòa bình. Tuy nhiên, họ khẳng định nếu bị chọc tức, họ sẵn sàng phát động chiến tranh. Theo nhóm 38 North chuyên phân tích về Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh thương mại chụp khu vực thử hạt nhân Punggye-ri cho thấy bãi thử này đã hoàn tất, sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân lần thứ 6. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cũng lên tiếng cảnh báo rằng Triều Tiên có thể phóng tên lửa có chứa khí độc thần kinh sarin. Tình hình an ninh ở khu vực xung quanh đất nước chúng ta đang trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã xác nhận kế hoạch này và sẽ tiến hành vào thời điểm thích hợp. Đồng thời tuyên bố Pyongyang sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ hình thức chiến tranh nào do những hành động quân sự của Mỹ gây ra. Nếu Washington dám lựa chọn hành động quân sự tấn công vào Triều Tiên, Pyongyang sẵn sàng ứng phó trước bất kỳ hình thái chiến tranh nào mà Mỹ mong muốn. Phó đại sứ Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ đang biến bán đảo Triều Tiên thành điểm nóng lớn nhất thế giới và tạo ra những tình huống nguy hiểm khiến chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào. Bất chấp các nghị quyết cấm thử nghiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ đầu năm 2017 đến nay, Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ thử tên lửa. Mới đây nhất là một vụ thử tên lửa đạn đạo vào rạng sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Hà Nội. Phía Mỹ và Hàn Quốc cho biết vụ phóng này của Triều Tiên đã thất bại khi quả tên lửa phát nổ gần như ngay lập tức sau khi phóng. Trước đó, trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và 24 vụ thử tên lửa đạn đạo. Dư luận thế giới từng thở phào khi Triều Tiên thất bại trong vụ phóng tên lửa cuối tuần qua. Thế nhưng những tuyên bố và các động thái mới nhất của Pyongyang liên quan đến một vụ thử hạt nhân lại đang khiến tình hình trên bán đảo này nóng trở lại. Những phản ứng mạnh mẽ từ phía Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản và Hàn Quốc là hoàn toàn có thể hiểu được. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc bày tỏ hy vọng sớm tìm ra giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Ngày 18 tháng 4, trong cuộc hội đàm với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang ở thăm nước này, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi tìm ra một giải pháp hòa bình để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng Mỹ đã hết kiên nhẫn chiến lược với Triều Tiên và trong trường hợp Triều Tiên quyết định kích nổ thiết bị hạt nhân, Mỹ sẽ có những biện pháp quyết liệt, kể cả tấn công phủ đầu nếu cần thiết. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp của nội các, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-an cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hậu quả tương xứng nếu họ tiếp tục có hành động được cho là mang tính khiêu khích. Trung Quốc, người đồng minh thân cận lâu năm của Triều Tiên, dường như cũng đang tỏ ra cứng rắn hơn với nước này. Truyền thông Trung Quốc đưa tin các hãng lữ hành lớn đã dừng bán gói tour tới Triều Tiên. Doanh thu du lịch từ du khách Trung Quốc là một nguồn thu thiết yếu đối với Triều Tiên. Trước đó, CCTV đưa tin hãng hàng không Air China đã dừng các chuyến bay từ Beijing tới Pyongyang bắt đầu từ ngày 17 tháng 4. Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 17 tháng 4, đại sứ Syria tại Triều Tiên Taman Suleiman đã lên án hành động mà ông gọi là sự gây hấn và lịch sử can thiệp của Mỹ, đồng thời cho rằng việc Washington gửi một thông điệp tới Triều Tiên thông qua vụ tấn công bằng tên lửa tại Syria là hành động vô trách nhiệm. Nếu họ muốn coi đây là một thông điệp, thì nó thật vô nghĩa. Điều quan trọng hiện nay là phải xem Mỹ có thực sự nghiêm túc trong việc tìm ra giải pháp, dù là cho vấn đề Syria hay Triều Tiên hay không. Về phía mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ hy vọng rằng Mỹ sẽ kiềm chế những hành động đơn phương chống lại Triều Tiên như vụ đánh bom gần đây ở Syria. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những hành động tên lửa và hạt nhân mạo hiểm của Pyongyang vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Nhưng như vậy không có nghĩa là có thể thực hiện hành vi vi phạm luật pháp quốc tế tương tự bằng cách áp dụng vũ lực. Vì vậy, tôi rất hy vọng hành động đơn phương như những gì chúng ta đã thấy ở Syria thời gian gần đây sẽ không xảy ra. Ngoại trưởng Nga mong muốn Mỹ sẽ đi theo đường lối mà Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố cứng rắn với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa gần đây. Tuy nhiên, theo giới phân tích, có vẻ như vị chủ nhân mới của Nhà Trắng không có nhiều lựa chọn trong tay để có thể tìm ra lời giải chính xác nhất cho bài toán Pyongyang vốn đã thử thách sự kiên nhẫn của các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây. Vậy Mỹ sẽ phản ứng ra sao nếu Triều Tiên thử hạt nhân? Theo giới phân tích, Tổng thống Trump có thể lựa chọn trừng phạt kinh tế hoặc tấn công quân sự đối với Triều Tiên. Trước đó, các hoạt động tình báo hay đàm phán ngoại giao đã tỏ ra không mấy hiệu quả. Tuy nhiên, với mỗi lựa chọn này, ông chủ Nhà Trắng đều gặp phải những khó khăn và thuận lợi khác nhau để có thể tìm ra giải pháp mà Mỹ cho là tối ưu nhất. Về kinh tế, Triều Tiên hiện nay là một trong những nước bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ năm 2016, hầu hết các nhà phân tích đều đồng ý rằng việc các lệnh trừng phạt đa phương hay đơn phương của Mỹ cũng không ngăn cản được Triều Tiên tăng cường năng lực hạt nhân của nước này. Các lệnh trừng phạt thêm nhằm gia tăng sức ép với Pyongyang có thể bao gồm phong tỏa dầu khí, cấm bay với hàng không Triều Tiên, cản trở hoạt động của các tàu chở hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Pyongyang. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có sẵn lòng gây áp lực với đồng minh Triều Tiên hay không, dù nước này luôn tuyên bố sẽ cứng rắn với Pyongyang. Tổng thống Donald Trump từng ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc Xi Jinping vì những nỗ lực trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, cụ thể là từ chối những chuyến tàu chở than, được cho là nguồn lực cung cấp vốn cho các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Pyongyang. Chủ tịch Xi muốn làm điều đúng đắn, tôi nghĩ ông ấy muốn giúp đỡ trong vấn đề Triều Tiên. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ trọng thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã tăng thêm gần 40% chỉ trong quý 1 đầu năm nay. Về mặt quân sự, Tổng thống Trump có thể cân nhắc một số biện pháp quân sự để đối phó với Triều Tiên, bao gồm việc phong tỏa trên biển nhằm thực thi các lệnh trừng phạt, tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình để hủy diệt các cơ sở hạt nhân và tên lửa, hay phát động một chiến dịch quân sự lớn hơn với mục tiêu lật đổ chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tuy nhiên, bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đồng minh Hàn Quốc, quốc gia láng giềng với Triều Tiên, với khoảng 20 triệu dân Hàn Quốc nằm trong tầm bắn của đạn pháo Triều Tiên. Nếu xảy ra chiến tranh, con số thương vong sẽ rất lớn. Vì vậy, Mỹ cần phải hết sức cân nhắc về các biện pháp đối phó. Trong đó, các chuyên gia cho rằng tấn công quân sự nên là giải pháp cuối cùng. Trong khi tình hình chiến sự tại bán đảo Triều Tiên đang nóng hơn bao giờ hết, thì ngay lúc này, tại Hàn Quốc, chính trường xứ Kim Chi cũng rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng với hậu quả của vụ bê bối, vụ Choi-gate. Hôm qua 17 tháng 4, sau 17 ngày bị bắt giữ, các công tố viên Hàn Quốc đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Park Geun-hye cùng với Shin Dong-bin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte, một trong những công ty lớn nhất của Hàn Quốc, về tội hối lộ. Nếu bị kết tội, bà Park sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Những bất ổn chính trị trong nước đã và đang khiến chính trường Hàn Quốc vốn nhiều sóng gió phải đối mặt với những thách thức cả từ bên trong lẫn bên ngoài. Kể từ ngày bị bắt giữ 31 tháng 3 cho đến nay, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã trải qua 5 vòng thẩm vấn tại một trung tâm tạm giam ở phía nam thủ đô Seoul. Hiện cựu Tổng thống Park Geun-hye đang phải đối mặt với 13 cáo buộc hình sự, trong đó có lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và để lộ bí mật của chính phủ. Ngoài ra, bà Park Geun-hye còn bị cáo buộc thông đồng với bạn thân lâu năm Choi Soon-sin để gây sức ép lên các tập đoàn lớn, buộc họ quyên góp số tiền lên đến 68 triệu đô la Mỹ cho hai tổ chức phi lợi nhuận MIA và K-Sport. Nếu bị kết tội, bà Park sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Cho đến nay, bà Park vẫn liên tục bác bỏ tất cả các cáo buộc. Vụ việc của bà Park sẽ tiếp tục được chuyển đến Tòa án Hình sự để điều tra và kết án. Phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra trong vòng vài tuần tới, và bà Park vẫn sẽ bị giam giữ trong thời gian xét xử, lâu nhất là 6 tháng. Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cũng bị truy tố vì tội danh hối lộ 7 tỷ won cho quỹ K-Sport. Ngoài ra, Viện Công tố cũng truy tố cựu thư ký Tổng thống cấp cao phụ trách vấn đề công dân Gu Byung-gu với tội danh lơ là trách nhiệm trong việc ngăn cản bà Choi Soon-sin can thiệp vào các công việc nhà nước và tội lạm quyền.
Các công tố viên cũng đã đẩy nhanh cuộc điều tra để đưa ra kết luận trước khi chiến dịch tranh cử Tổng thống Hàn Quốc bắt đầu. Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul sẽ đưa vụ việc ra tòa sau khi thông báo công khai về việc kết quả điều tra. Các công tố viên sẽ nêu rõ chính xác những tội danh mà bà Park Geun-hye phải đối mặt. Tại Hàn Quốc đã xuất hiện thông tin lo ngại về khả năng một số hồ sơ tổng thống bị tiêu hủy trong quá trình bàn giao. Các công tố viên trước đó đã không thể tiếp cận một số hồ sơ trong quá trình điều tra thu thập bằng chứng do văn phòng tổng thống nhiều lần từ chối yêu cầu này. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, Tổng thống có thể bị hạn chế việc tiếp cận các hồ sơ trong thời gian từ 15 đến 30 năm nếu các văn bản này liên quan đến vấn đề riêng tư. Kể từ khi cựu Tổng thống Park Geun-hye bị bắt giữ, việc ai sẽ thay thế bà đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của dư luận Hàn Quốc. Chính thức từ 0 giờ ngày 17 tháng 4 theo giờ Hàn Quốc cho đến ngày 8 tháng 5, các ứng cử viên tranh cử vị trí Tổng thống Hàn Quốc sẽ bước vào quá trình vận động tranh cử. Việc quyết định truy tố bà Park được công bố đúng ngày 17 tháng 4 cho thấy giới công tố nước này đang tích cực hoàn tất mọi thủ tục để sớm kết thúc cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tới. Cuộc bầu cử tổng thống lần này có đến 15 ứng cử viên tham gia tranh cử, là cuộc bầu cử tổng thống có số lượng ứng cử viên tranh cử đông nhất trong lịch sử chính trị Hàn Quốc. Số thứ tự của các ứng cử viên sẽ do chính đảng đề cử tương ứng với số ghế tại quốc hội của chính đảng đó. Ứng cử viên của các chính đảng không có ghế tại quốc hội sẽ được xếp thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Hàn. Trước đó, ngày 13 tháng 4, 5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng thống Hàn Quốc đều đã có cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình. Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với người dân Hàn Quốc, bởi người dân sẽ phải lựa chọn một người phù hợp để giúp Hàn Quốc giải quyết được các cuộc khủng hoảng. Có thể nói tình hình tranh cử tổng thống hiện nay là một cuộc rượt đuổi xít sao giữa ứng cử viên Moon Jae-in và ứng cử viên Ah Chun-soo. Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất, ông Moon Jae-in nhận được 40% số phiếu ủng hộ, trong khi đó ông Ah Chun-soo nhận được 37% số phiếu bầu. Những bê bối trên chính trường Hàn Quốc trong suốt nhiều tháng qua, cùng việc các lãnh đạo tập đoàn gia đình trị có tầm ảnh hưởng lớn tại Hàn Quốc bị bắt giữ, khiến người dân nước này đặt rất nhiều mong mỏi vào tân tổng thống. Chưa bao giờ cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lại được quan tâm sâu rộng như hiện nay. Mặc dù mới bước vào ngày thứ hai của cuộc vận động tranh cử giữ 15 ứng viên, nhưng người dân xứ Kim Chi đều mong muốn giai đoạn này sẽ sớm kết thúc để cuộc bầu cử Tổng thống chính thức được diễn ra. Những bê bối gắn liền với Tổng thống được xem là điều không quá xa lạ ở Hàn Quốc. Song khi người bạn láng giềng Triều Tiên ngày càng trở nên khó đoán, thì việc tìm kiếm chủ nhân Nhà Xanh đang ngày càng gấp rút hơn bao giờ hết. Lúc này, cái quan trọng là ưu tiên tìm kiếm nhà lãnh đạo tiềm năng. Tân Tổng thống là người phải quan tâm tới mọi người dân và có thể đoàn kết mọi người lại. Cựu Tổng thống Park Geun-hye, một Tổng thống được dân bầu cùng với những lời hứa về cải cách kinh tế và cứng rắn với Triều Tiên, đã khiến không ít người khỏi thất vọng. Việc các lãnh đạo cấp cao của Chaebol bị bắt giữ khiến người dân nước này ngày càng lo lắng khi việc cải tổ Chaebol cũng là các yêu cầu cấp thiết hiện nay. Hành động quan trọng hơn lời nói rất nhiều, người lãnh đạo không nên bị ảnh hưởng và chi phối bởi người khác, mà điều quan trọng là phải có ý chí đưa đất nước tiến lên. Rất nhiều người đang có suy nghĩ rằng họ không kiếm được nhiều tiền dù phải làm việc rất nhiều. Điều đó là bởi khoảng cách giàu nghèo trong xã hội đã quá lớn. Tôi hy vọng Tổng thống tiếp theo sẽ giải quyết được vấn đề chênh lệch về thu nhập. Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên cũng khiến người dân Hàn Quốc lo lắng và đặt kỳ vọng vào vị tân tổng thống mới có những biện pháp cứng rắn hơn. Hàn Quốc đang trong thời gian khó khăn và cần giữ mối quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Tôi mong rằng tổng thống tiếp theo sẽ có những chiến lược ngoại giao cứng rắn và hợp tác với các quốc gia khác nhằm đảm bảo lợi ích của quốc gia Hàn Quốc. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ Tư pháp Hàn Quốc ra tuyên bố chung khẳng định sẽ đảm bảo tổ chức cuộc bầu cử tổng thống công bằng và trong sạch. Các bộ trưởng cũng khẳng định sẽ áp dụng nguyên tắc không tha thứ đối với 5 loại tội phạm liên quan đến bầu cử như hối lộ, bồi nhọ, thao túng quan điểm, vận động bất hợp pháp và bạo lực. Khoảng trống quyền lực ở Nhà Xanh suốt thời gian qua đã khiến Seoul gặp nhiều khó khăn trong việc phối hợp và xây dựng chính sách rõ ràng, nhất quán, không chỉ với người láng giềng Pyongyang, mà với cả các đối tác trong khu vực.
Vì thế, hơn bao giờ hết, nền kinh tế thứ ba châu Á đang cần một nhà lãnh đạo tài năng để hàn gắn người dân, đoàn kết dân tộc, cũng như đối phó với những bất ổn đang thay đổi từng giờ trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, phải đến ngày 9 tháng 5 tới, người dân nước này mới có câu trả lời chính thức ai sẽ là tân tổng thống và đảm nhận những trọng trách to lớn này. Cho tới lúc đó, Sư Kim Chi vẫn sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức trong việc khỏa lấp khoảng trống này. Chuyện đồng chuyện tay ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.